Chào mừng các em đã đến với buổi học ngày hôm nay. Đến với buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu tiếp tục chủ đề 1, khám phá lứa tuổi và môi trường học tập mới. Ở tuần 3 thì các em sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp về nhiệm vụ 5, rèn luyện sự tập trung trong trường học. Nhiệm vụ 6, dành thời gian cho sở thích của em. Nhiệm vụ 7, rèn luyện để thích ứng với sự thay đổi. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhiệm vụ 5, rèn luyện sự tập trung trong trường học. Các em hãy thực hiện hướng dẫn sau để rèn luyện sự tập trung khi trên lớp học. Đầu tiên, các em hãy lắng nghe thầy cô giảng bài, không làm việc riêng hoặc nói chuyện trong giờ học. Thứ hai, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ học tập mà giáo viên giao cho các em. Thứ ba, luôn kết hợp việc lắng nghe với quan sát những hành động, việc làm, hình ảnh được thầy cô giới thiệu trong bài học, đồng thời ghi chép đầy đủ những nội dung cần thiết. Cuối cùng, các em hãy mạnh dạn hỏi thầy cô khi thấy mình chưa hiểu. Sau đây là bảng đánh giá cách học của bản thân mình. Các em hãy ghi vào tập. Đối với nội dung lắng nghe thầy cô giảng, không làm việc riêng hay nói chuyện trong giờ học, thì các em sẽ đạt ở mức độ luôn luôn hay là thỉnh thoảng hay là hiếm khi. Nội dung thứ hai, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ học tập. Đối với các em là luôn luôn thực hiện đúng, hay là thỉnh thoảng thực hiện, hay là hiếm khi thực hiện. Luôn kết hợp việc lắng nghe với quan sát những hành động, việc làm, hình ảnh được thầy cô giới thiệu trong bài học, đồng thời ghi chép đầy đủ những điều cần thiết. Theo các em, đối với bản thân mình thì các em sẽ thực hiện luôn luôn, thỉnh thoảng hay hiếm khi. Mạnh dạn hỏi thầy cô khi thấy mình chưa hiểu bài. Đối với bản thân mình thì các em luôn luôn, thỉnh thoảng hay hiếm khi. Các em có thể điền vào màu xanh đối với cột luôn luôn. Điền ô màu vàng đối với cột thỉnh thoảng. Điền ô màu đỏ đối với cột hiếm khi. Các em hãy cho cô biết cách thực hiện từng biện pháp và tại sao cần phải thực hiện những biện pháp đó để giúp chúng ta rèn luyện sự tự tin. Các em hãy làm câu hỏi này vào tập. Tương tự đó, các em đã từng chia sẻ sự tập trung trong học tập của mình với ai và em đã học hỏi được những kinh nghiệm nào từ bạn? Các em hãy cho cô biết đáp án vào tập và tiết sau sẽ giải đáp. Đầu tiên, kinh nghiệm để tập trung chú ý trong học tập trên lớp. Có rất nhiều kinh nghiệm tập trung chú ý học tập trên lớp, nhưng các thao tác nghe, nhìn, ghi chép được thực hiện rất hiệu quả trong quá trình học tập. Tiếp đến, chúng ta sẽ qua nhiệm vụ tiếp theo, đó là nhiệm vụ 6, dành thời gian cho sở thích của em. Đầu tiên, em có sở thích gì? Và sở thích đó có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của em? Các em có thể tự suy nghĩ và ghi vào tập của mình.
Sau đây sẽ là một số sở thích hay gặp ở độ tuổi của các em. Thích học các môn tự nhiên như toán, lý, ngoại ngữ, vân vân. Thích chơi thể thao, đá bóng, cầu lông, đá cầu, bơi lội, vân vân. Thích đi du lịch, thích đi ăn uống, thích đi shopping và thích chơi game. Đây là một số sở thích hay bắt gặp nhất ở độ tuổi các em. Vậy theo như các em khi trong tình huống này thì các em sẽ xử lý như thế nào? Tình huống như sau. Bắt đầu lên lớp 6, có nhiều môn học. Môn học nào cũng có bài tập phải làm, cho em không còn thời gian đi đá bóng. Em nên làm thế nào để hoàn thành tất cả các bài mà vẫn có thời gian đi đá bóng? Theo em, trong trường hợp này, em sẽ giải quyết và xử lý như thế nào? Cách xử lý tình huống trên, các em có thể lập và thực hiện biểu thời gian để cân bằng giữa việc học tập của các em với sở thích của mình. Sau đây, các em hãy lập cho cô kế hoạch thực hiện sở thích của bản thân mình. Ví dụ, các em hãy liệt kê các sở thích của mình vào trong cột sở thích và thời gian các em thực hiện sở thích của mình là thời gian như thế nào, các em điền vào cột thời gian thực hiện. Và những sở thích đó sẽ liên quan đến những nghề nghiệp nào sau này của các em ghi vô cột cuối cùng. Nghề nghiệp liên quan đến sở thích. Sau khi các em lập và thực hiện thời gian biểu của mình, thì các em hãy chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và phương thức thực hiện cho các bạn cùng biết. Ví dụ như, các em vẫn chưa biết cách sắp xếp hợp lý giữa thời gian cho việc học và sở thích. Như còn lười biếng, bỏ dở khi làm việc. Vì vậy, biện pháp khắc phục thì các em có thể đặt chuông điện thoại khi đến lịch nhắc. Đây là khung sở thích và các khó khăn mà các em mắc phải khi các em thực hiện sở thích đó. Các em hãy nêu cho cô phương thức các em thực hiện như thế nào. Cuối cùng, chúng ta sẽ đi tìm hiểu nhiệm vụ 7, rèn luyện để thích ứng với sự thay đổi. Đầu tiên, các em có thể thực hiện những hướng dẫn để thích ứng với nhiệm vụ học tập. Đầu tiên, các em vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ăn uống khoa học, tập thể dục đều đặn, nghỉ ngơi hợp lý. Tự tin với những thay đổi của bản thân. Tiếp đến, các em phải chủ động tham gia các mối quan hệ, cởi mở với người thân, thầy cô, bạn bè, sẵn sàng chia sẻ và xin hỗ trợ khi các em gặp khó khăn. Kế đến là các em phải đối xử hòa đồng, thân thiện với tất cả các bạn bè xung quanh mình, không kỳ thị hay phân biệt đối xử. Cùng với đó, các em hãy tìm hiểu kỹ các môn khoa học, cách học hiệu quả đối với từng môn học từ kinh nghiệm của thầy cô, bạn bè, anh chị của chúng ta. Cuối cùng, chúng ta phải thực hiện cam kết, tuân thủ quy định, nội quy trường, lớp, tuân thủ pháp luật. Các em hãy cho cô biết mức độ thích nghi của các em đối với những nội dung sau đây là như thế nào? Thuận lợi, bình thường hay khó khăn? Nội dung đầu tiên, thương yêu, chăm sóc bản thân mình và tự tin về sự thay đổi bản thân. Nội dung thứ hai, chủ động tham gia vào các mối quan hệ và cởi mở với người thân, bạn bè, thầy cô. Sẵn sàng chia sẻ và xin hỗ trợ khi gặp khó khăn.
Nội dung thứ tư, chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt. Nội dung thứ năm, tìm hiểu kỹ các môn học và cách học hiệu quả đối với từng môn học từ thầy cô, anh chị, bạn bè. Nội dung cuối cùng, thực hiện cam kết, tuân thủ quy định, nội quy trường, lớp, tuân thủ pháp luật. Các em hãy cho cô biết mức độ thích nghi của mình đối với những thay đổi trên là thuận lợi, bình thường hay khó khăn. Đối với thuận lợi, các em có thể điền ô màu xanh. Đối với bình thường, các em có thể điền ô màu vàng. Đối với khó khăn, các em có thể điền vào ô màu đỏ. Tóm lại, rèn luyện để thích ứng với sự thay đổi. Đầu tiên, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ăn uống khoa học, tập thể dục đều đặn, nghỉ ngơi hợp lý. Tiếp theo, chủ động tham gia vào các mối quan hệ cởi mở với mọi người xung quanh. Tiếp đến, sẵn sàng chia sẻ và xin hỗ trợ khi gặp khó khăn. Các em không phân biệt đối xử nên hòa đồng thân thiện với bạn bè và mọi người xung quanh. Đặc biệt, các em nên tìm hiểu kỹ các môn học và cách học hiệu quả đối với từng môn. Cuối cùng, thực hiện cam kết, tuân thủ quy định và nội quy trường, lớp, quy định pháp luật. Các em hãy chia sẻ cho cô và các bạn cùng biết những cách các em thực hiện hướng dẫn trên và chỉ ra những thuận lợi, những khó khăn khi gặp phải. Như ví dụ sau đây, em chủ động chào hỏi và làm quen các bạn bè trong lớp. Đối với năm đầu cấp của chúng ta thì các em chuyển qua một môi trường mới, các em sẽ được gặp những thầy cô bạn bè mới, thì khó khăn của các em hay bắt gặp nhất là còn ngại giao tiếp. Thuận lợi của các em là sẽ gây được thiện cảm đối với mọi người xung quanh và các bạn sẽ rất thân thiện và chủ động giúp đỡ em khi các em đã làm quen với nhau. Sau đây là những nội dung ghi bài của bài học ngày hôm nay. Đối với nhiệm vụ 5, rèn luyện sự tập trung trong giờ học. Nội dung chủ yếu của nhiệm vụ này là các em hãy lắng nghe thầy cô giảng bài, không làm việc riêng hoặc nói chuyện trong giờ học, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ học tập, luôn kết hợp việc lắng nghe với quan sát những hành động, việc làm, hình ảnh được thầy cô giới thiệu trong bài học, đồng thời ghi chép đầy đủ những điều cần thiết mà giáo viên yêu cầu. Mạnh dạn hỏi thầy cô khi thấy câu mình chưa hiểu, khi thấy những nội dung mình chưa hiểu. Đối với nội dung thứ 6, dành thời gian cho sở thích của em. Đối với nội dung này thì các em phải lập thời gian biểu và thực hành thời gian biểu đó cân bằng giữa việc học và thực hiện sở thích một cách hợp lý. Nhiệm vụ 7, rèn luyện để thích ứng với sự thay đổi. Đầu tiên, các em phải vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ăn uống khoa học, tập thể dục đều đặn, nghỉ ngơi hợp lý. Vì các em đang trong độ tuổi dậy thì các em sẽ gặp những vấn đề về thay đổi về thể chất. Chủ động tham gia các mối quan hệ cởi mở với mọi người xung quanh. Sẵn sàng chia sẻ và xin hỗ trợ khi gặp khó khăn. Và đặc biệt, các em không phân biệt đối xử với mọi người. Các em nên hòa đồng thân thiện với tất cả bạn bè. Tìm hiểu kỹ các môn học, cách học để hiệu quả đối với từng môn học. Thực hiện cam kết, tuân thủ quy định, nội quy trường, lớp, quy định về pháp luật. Về nhà, các em hãy đọc sách và chuẩn bị cho cô các nội dung sau.
Nhiệm vụ 8. Giúp bạn hòa đồng với môi trường học tập mới. Nhiệm vụ 9. Tự tin vào bản thân. Nhiệm vụ 10. Tạo sản phẩm thể hiện hình ảnh của bản thân. Nhiệm vụ 11. Tự đánh giá. Xin chào các em và hẹn gặp lại các em ở tiết sau.